đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần điểm tin có bài An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số thông tin nổi bật trong tuần. Trong tuần, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Châu Đốc tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để hình thành điểm nóng đột xuất bất ngờ. Trong lĩnh vực trật tự xã hội, đã phát hiện và điều tra làm rõ 63 vụ liên quan 110 đối tượng đấu tranh triệt xóa 16 vụ tệ nạn xã hội liên quan 91 đối tượng, phát hiện bắt 21 vụ liên quan 22 đối tượng có hành vi mua bán, tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, 40 vụ vận chuyển hàng quá nhập lậu với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Việc triển khai thực hiện đề án 06 trên CB của chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực. Những tháng cuối năm 2023, Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu giới cấp quỹ đảng, chính quyền các cấp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao hiệu quả công tác phát hiện đấu tranh các loại tội phạm tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần và tiếp tục triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư căn cứ công dân và đề án 06 trên cb của thủ tướng chính phủ bảo đảm đúng lộ trình yêu cầu đề ra trong tuần, đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh An Giang kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại thành phố Châu Đốc. Theo báo cáo, 6 tháng của năm 2023, hoạt động quà giải trên địa bàn thành phố có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và tổ chức thực hiện, tỷ lệ quà giải thành khá cao. Từ đầu năm 2023 đến nay, các tổ quà giải trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 74 vụ việc, đưa ra quà giải 74 vụ việc, quà giải thành 70 vụ việc, tỷ lệ 94,6%, không thành 4 vụ việc. Tổ chức hai lớp tập quấn bồi dưỡng nghiệp vụ quà giải ở cơ sở năm 2023 cho 292 quà giải viên trên địa bàn thành phố. Qua công tác kiểm tra, đoàn đã chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế, từ đó giúp địa phương có những giải pháp, kiến nghị phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật qua giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. Trong tuần, Ban Dân dận Thành quỹ Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân dận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023, 6 tháng đầu năm 2023, việc triển khai thực hiện công tác dân vận luôn được cấp quỹ chính quyền, các tổ chức trong hệ thống quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và dược so với kế hoạch đề ra tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường tổ chức đối thoại nâng cao chất lượng và cải tiến quy trình trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo ban dân vận thành quỹ ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố luôn chủ động tích cực trong công tác tham mưu giúp cấp quỹ ban chỉ đạo cùng cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của ban chỉ đạo đề ra từ đầu năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm, tăng cường giải quyết những khó khăn bức xúc trong nhân dân và hỗ trợ nhân dân trong sản xuất, đời sống, bảo đảm an sinh xã hội. 6 tháng cuối năm 2023, ban dân vận thành ủy tiếp tục phối hợp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua dân dân khéo, gắn giới học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tiếp tục phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, gắn chặt việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân dân khéo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, bền vững. quý vị các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, cả hệ thống chính trị của An Giang tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2023, An Giang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về chuyển đổi số. Bởi chuyển đổi số đang là xu thế, phong trào có tính toàn cầu, mang tính toàn dân, toàn xã hội nâng cao nhận thức vấn đề liên quan đến dữ liệu dữ liệu dân cư là một nguồn tài nguyên quý của quốc gia nên phải có các nhiệm vụ giải pháp phù hợp để khai thác nguồn tài nguyên quý này nhằm tạo ra động lực và nguồn lực cho sự phát triển trong kỷ nguyên số theo đó tỉnh tiếp tục xác định chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy nhận thức và hành động chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số đổi mới căn bản toàn diện nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động quản lý quản trị điều hành đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải tiến hành thường xuyên liên tục ở tất cả các cấp ngành địa phương trên cơ sở quy động sự tham gia tích cực của toàn dân, xã hội, doanh nghiệp. Chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề nhưng phải có trọng tâm trọng điểm, thực hiện một cách bài bản thực chất hiệu quả, tránh tình trạng trăm hoa đua nở, tránh hình thức chủ nghĩa thành tích, tránh chồng chéo đầu tư dàn trải lãng phí. Đặc biệt lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể là mục tiêu động lực, nguồn lực để phục vụ chuyển đổi số cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân doanh nghiệp, không phát sinh thêm thủ tục giấy tờ gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp, tránh sách nhiễu tiêu cực tham nhũng vặt. Với vai trò thường trực tổ công tác trong tham mưu triển khai đề án số 06 trên CB của chính phủ trên địa bàn tỉnh, công an tỉnh phối hợp các sở ngành liên quan ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đề án số 06 trên CB trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại đề án 06 trên CB, Công an tỉnh chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, triển khai công tác rà soát, xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm y tế với số định danh cá nhân, căn cứ công dân, rà soát làm sạch dữ liệu công nhân, đóng bảo hiểm xã hội tại các khu công nghiệp phối hợp sở y tế ra soát làm sạch dữ liệu tiêm chủng thực hiện khai báo lưu trú trực tuyến đối với các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp sở tư pháp rà soát đối chiếu cập nhật đồng bộ hóa dữ liệu hộ tịch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện công tác cập nhật bổ sung dữ liệu dân cư và thống kê các tồn tại dưới mắt trong công tác cấp hủy số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh và diệt sai lệch thông tin giữa dữ liệu khai sinh của bộ tư pháp với dữ liệu dân cư tại địa phương về số quá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thử nghiệm hệ thống số quá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 9 tháng 6, tỷ lệ hồ sơ quá là 61,5% thực hiện khóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội đến ngày 18 tháng 6, toàn tỉnh có 186 trên 186 cơ sở khám chữa bệnh triển khai tiếp nhận hồ sơ khám chữa bệnh bằng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế. Tra cứu thực hiện thành công 512.575 trên 726.630 lượt, đạt 70,54%. 100% cơ sở lưu trú tương đương 1.214 cơ sở và cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện thông báo lưu trú thông qua ứng dụng VNEID, thực hiện xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 1.482.690 trên 1.651.064, đạt 89,80%. Còn 168.374 dữ liệu đang được tiếp tục rà soát xác thực. Về nhóm phục vụ phát triển công dân số, đến ngày 19 tháng 6, An Giang cơ bản hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân cho công dân trong độ tuổi. Toàn tỉnh thu nhận 395.211 trên 2.234.340 hồ sơ định danh điện tử, đạt 17,68%. Còn 1.839.139 trường hợp đang tuyên truyền vận động người dân tham gia cài đặt ứng dụng VNEID và tham gia thu nhận hồ sơ định danh điện tử ở mức độ 2%. Về hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, đến nay hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã triển khai 8 trên 25 dịch vụ công thiết yếu. Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC tỉnh được triển khai vận hành thử nghiệm ngày 20 tháng 6 năm 2022 trên 10 lĩnh vực. Đã triển khai ứng dụng di động ASmart An Giang để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện nay có 8 trên 11 quyện, thị xã thành phố thành lập IOC cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thông tin để tập trung các nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc triển khai thực hiện đề án số 06 trên CB trên địa bàn tỉnh để nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo đúng đủ sạch sống, thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân, định danh điện tử và các nội dung nhiệm vụ tại đề án số 06 trên CB. Lực lượng công an, đoàn thanh niên và hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cài đặt, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử ứng dụng VNEID để tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình chính sách hỗ trợ người dân phường châu phú b đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực dương lên xác định rõ một trong những điều quan trọng nhất trong công tác giảm nghèo chính là phải thay đổi tư duy xóa nghèo từ tư tưởng để người dân tự lực dương lên thoát nghèo chính vì vậy công tác nâng cao năng lực tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo luôn được cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuối năm 2022, phường Châu Phú B còn 7 hộ nghèo và 55 hộ cận nghèo trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, công tác giảm nghèo bền vững đã có những chuyển biến tích cực. Phường phấn đấu đến cuối năm 2023 không còn hộ nghèo và giảm 37 hộ cận nghèo. Để đạt được những kết quả trên, cấp ủy Đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã quan tâm, đưa công tác giảm nghèo bền vững trở thành nhiệm vụ mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành nghị quyết của hội đồng nhân dân, kế hoạch của ủy ban nhân dân phường và từng đơn vị. Ủy ban nhân dân phường đã kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững, xây dựng kế hoạch giảm nghèo để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân phường phối hợp với mặt trận các đoàn thể khảo sát rà soát nhu cầu hộ nghèo cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn dây ưu đãi tích cực tuyên truyền để khơi dậy tính tự lực của người nghèo triển khai kịp thời có hiệu quả các chủ trương chính sách của trung ương và của tỉnh đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách dành cho các hộ nghèo hộ cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế giáo dục nhà ở vốn dây ưu đãi cùng với đó quỹ ban mặt trận tổ quốc phường tích cực tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ người dân và đặc biệt là người nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước hỗ trợ cho công tác giảm nghèo bền vững. Nghĩa vụ quyền lợi và trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo, đồng thời bổ sung kiến thức, kỹ năng sản xuất cho người nghèo, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo. Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích của các chính sách dự án đầu tư, hỗ trợ đã tích cực tham gia thực hiện các hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn vận động xã hội quá, mặt trận thành phố cùng các hội đoàn thể thành phố và hệ thống chính trị phường đã thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo với nhiều hình thức như cấp phát 1.095 phần quà, bao gồm gạo, mì gói với tổng số tiền trên 202 triệu đồng và 106 triệu đồng tiền mặt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn do mạnh thường quân đóng góp và ban vận động quỹ cho người nghèo thành phố Châu Đốc, vận động từ nguồn quỹ hạnh phúc. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ 31 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo cận nghèo, cất 4 căn nhà đại đoàn kết. Hội khuyến học phường hỗ trợ 1.500 quyển tập cho các em học sinh. Công tác giảm nghèo là một trong những vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên để xóa nghèo một cách bền vững thì không chỉ có sự vào cuộc của chính quyền mà quan trọng nhất chính là sự nỗ lực của chính người dân. Do đó bên cạnh triển khai nhiều chương trình chính sách hỗ trợ người dân thì việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực, quyết tâm xóa đói giảm nghèo cần được ưu tiên hàng đầu và đẩy mạnh hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch số 12 của Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và cận nghèo năm 2023. Phường Châu Phú B tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của cấp ủy đảng chính quyền và mọi tầng lớp dân cư và người nghèo trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhằm khơi dậy ý chí chủ động dương lên của người nghèo, từ đó tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nguồn lực đầu tư của chương trình của cộng đồng dương lên thoát nghèo bền vững, khắc phục tư tưởng trông chờ ý lại vào sự hỗ trợ của nhà nước không muốn thoát nghèo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau biểu dương động viên kịp thời những gương điển hình về giảm nghèo phê phán các trường hợp lợi dụng chính sách không có ý chí dương lên không muốn thoát nghèo với quyết tâm của cấp ủy chính quyền các tổ chức xã hội cùng các giải pháp các chương trình chính sách giảm nghèo trong thời gian tới sẽ tạo cơ hội và điều kiện cho hộ nghèo hộ cận nghèo tự lực dương lên phát triển kinh tế từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân ở phường cho phú b trong những năm tiếp theo được tốt hơn Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta. Ngày dân số thế giới là dịp để Quỹ dân số Liên hiệp quốc tiếp tục thực hiện những công việc nỗ lực không ngừng đảm bảo quyền và lựa chọn cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái để tạo ra một thế giới với tiềm năng vô hạn. Tiếp theo chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái. Hiện nay, phụ nữ và trẻ em gái chiếm 49,7% dân số toàn cầu, nhưng những mong muốn của họ về cuộc sống gia đình và việc làm vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Khi bàn về các vấn đề nhân khẩu học và quyền của họ vẫn bị vi phạm trong các chính sách về dân số, dẫn đến tất cả, chứ không chỉ riêng phụ nữ và trẻ em gái, không được hưởng một tương lai thịnh vượng, hòa bình và bền vững. Nguồn gốc của vấn đề này chính là bất bình đẳng giới. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là bất bình đẳng giới đã ngăn cản thế giới đặt ra các câu hỏi, hãy quan tâm đến những gì mà phụ nữ và trẻ em gái mong muốn. Những mong muốn của phụ nữ và trẻ em gái là quan trọng và quỹ dân số Liên hiệp quốc quan tâm đến những mong muốn đó. Báo cáo tình trạng dân số năm 2023 đã khẳng định khi phụ nữ và trẻ em gái được xã hội trao quyền tự chủ về cuộc sống và cơ thể của mình, họ và gia đình sẽ thành đạt và kết quả là chúng ta sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp, như giám đốc điều hành Quỹ dân số Liên hiệp Quốc Natalia Canem nhấn mạnh. Mối quan hệ giữa quyền tự chủ về sức khỏe sinh sản và cuộc sống lành mạnh hơn là sự thật không thể tranh cãi được khi phụ nữ được quyền đưa ra những lựa chọn liên quan đến cơ thể và cuộc sống của họ, bản thân họ và gia đình sẽ thành đạt và xã hội nơi họ sống cũng sẽ thịnh vượng. Nhằm chuyển tải thông điệp nhân dân của chủ đề Ngày Dân Số Thế Giới, các tỉnh, thành phố nói chung, An Giang và các trung tâm y tế quyền, thị xã đã và đang tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền với các nội dung về dân số và phát triển, nhân bản, hoặc sản xuất mới các sản phẩm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Các nội dung hướng đến tiếp tục tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới như Nghị quyết 21 NQ trên Tây Đức, Nghị quyết 137 trên NQ CP, Chiến lược dân số Việt Nam, các chương trình, đề án kế hoạch đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt nghị quyết của cấp quỹ đảng kế hoạch hành động của chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình luật bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trách nhiệm của cơ quan tổ chức gia đình cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới tuyên truyền nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch quá gia đình cho phụ nữ trẻ em gái tuyên truyền về tác hại của phá thai tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên thành niên bên cạnh đó là đẩy mạnh truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới không lựa chọn giới tính thai nhi nêu cao vai trò vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện, chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn, phát triển đầy đủ cả về thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển. Đồng thời tuyên truyền vận động nam nữ thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc, khu vực biên giới. Theo Chi cục Dân số, kế hoạch quá gia đình tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, đơn vị thực hiện nhiều chương trình chăm sóc, nâng cao sức khỏe phụ nữ. Có 6.276 trên 8.358 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, cung cấp thông tin, tuyên truyền về bệnh, thalassemia, bệnh tan máu bẩm sinh cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên, phụ nữ mang thai, tổ chức 156 buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân, khám sức khỏe trước khi kết hôn, 7.819 trên 15.180 nam nữ chuẩn bị kết hôn. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin kính chào tạm biệt